Hello. Hôm qua mình có chụp hình một cái bánh bao đâm trứng up lên Facebook, nhưng mà song song đó thì có rất là nhiều người nói là mưu xạo bỏ thêm trứng của cái bánh bao khác vô. Thì mình tức là tức mà ngủ tối hôm qua mình không ngủ được, mình mong cho tới hôm nay để mình quay. Thì mình có một cái bánh y chang hôm qua nha. Và bây giờ làm gì em? Tao đang unbox bánh bao năm trứng. À mở hộp hả? Mở bánh bao. Ủa rồi. Ok. Nha, nhưng mà em zoom vào đây mới thấy được. Nè. Here. Đây là một cái bánh bao nguyên vẹn luôn. Nha, đó. Như này. Ok. Rồi, vâng, và xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Khéo Tay Hay Mò. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ mò ra được 5 cái trứng cút ở trong một cái bánh bao. Mở ra đi. Nó chọc vô gớm vậy. Trời, tao tạo không khí cho, hiểu không? Rồi nè. Mà có tin trong đây có 5 trứng không? Tao đâu có biết được. Thì tự nhiên hôm qua thà ví dụ như là mày up một cái giai đoạn nào lên thì còn tin, chứ tự nhiên up mở ra rồi đâu có biết được là ở trong đó có trứng cút sẵn hay không. Nhưng mà cái này hơi đầy đặn nha. Nhưng mà bỏ ra mà thấy 5 trứng cút thì tính gì với tao? Mày tính gì? Thì tao sẽ được ăn 4 trứng. Tao nói từ khác nhưng mà sợ mày. Dẹp. Tại sao? Có nhân cách lên. Đi ra tránh ra cho tao. Có nhân cách lên. Thì tao có thể ngồi coi được không? Ok. Ok, tao sẽ trong ngồi đây, coi. Trong đây nó có cả trứng vịt muối và một cục gì lạp xưởng và một chút nấm. Thì tí tao thể cho cái đó. Tao thể cho miếng nhân. Còn nấm cái trứng mà đụng vô là chết. Tao nói một lần cuối trong nhà. Ok. Anh bắt nhé. Đúng quá. Ôi, ê, mở cái này ra mà có 4 trứng hay 3 trứng cho tao quên. Ê, có khi nào cái trứng thần hôm qua là cái dụ mà sở mà có thiệt nhưng mà người ta làm lộn không? Cái này là mưu đặt mà, phải không? Phải là mưu đặt mà là. Mà là sao mèo? Mà chó. Mà là mưu được tặng. Ai tặng gì ạ? Im mẹ đi. Đi đây. Ê, cái đó có một. Cái gì? Ok. Ê, không có gì đâu mọi người ơi. Mình vô dí á, mình cười ít thôi. Ok, sang rộng lên. Tóc. Sang lên, pi sang. Ok, zoom vào đây em, zoom vào đây. Ok nhá, here we go. Thành, 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 thành. Lòng tiếng, lòng nhạc vô. Thành, thành. Nè, thấy chưa? Nếu như mà nhét vô á, thì cái trứng nó không có nằm kiểu mà gọn gàng như vậy đâu. Một trứng, hai trứng và số lượng trứng lên tới 2 rồi thưa quý vị và các bạn ơi. Vâng, và có cả trứng vịt, cái này trứng vịt muối đúng không? Trứng vịt muối. Phải 3 trứng nè. 3 trứng nè. 4 trứng nè. 5 trứng đâu? Đây. 5 trứng. Rồi. Đâu đếm coi. 1 2 3 4 5. Đấy. Hay quá. Không có đó mà mọi người không tin. Muối đâu vậy? Không nói. Chứ. Nói. Ok, ăn thôi mọi người ơi. Tao tát nha. Đi ra, mày đi ra. Mua đâu hả? Nói không ta? Chỉ cho mọi người biết không nhỉ? Nhưng mà cái bánh bao này đâu có bán sẵn đâu. Kiểu như phải đặt á, và phải kiểu như mình order. Nhưng mà đặt thì có được không? Chắc là được. Thì cái này cũng là được nè. Bánh bao Lê Quốc, Trần Quốc. Tại thôi, ăn đi mọi người ơi. Tao không cho bạn. Nó không cho ăn. Thôi, nó